Lân sư rồng Việt Nam khẳng định độ chất và sự vượt trội của mình vươn tầm thế giới. Trí tưởng tượng và mô phỏng của con người Việt Nam khi đã đạt được đến vô cực thì khiến các bạn bè thế giới phải ngước nhìn bằng ánh mắt khác. Chúng ta luôn thấy lân sư rồng luôn có điểm thiết kế khá giống nhau, nhưng đoạn video dưới đây sẽ cho các bạn suy nghĩ khác về nó. Mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn clip về một con lân có 102, khiến bạn bè thế giới khi xem xong phải khẳng định luôn rằng con lân Việt Nam mà xếp thứ hai thì không con lân nào dám là chủ nhật luôn. Nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải thì tôi phải công nhận là đẹp lé con mắt luôn đó các bạn ạ. Với một chiếc đầu sừng trâu buộc vào một tấm mền đắp có những vết rách thê thảm, cộng thêm quả dép tổ ong huyền thoại thì tôi nói cứ phải là đỉnh luôn á. Ngay sau đăng tải, các anh em game thủ Liên Quân đã nhận ra bóng dáng quen thuộc của con lân này và đã vào xác nhận ngay đây là điệu múa của Toro. Có đúng như vậy không các anh em? Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận hài hước dưới đoạn video này. Cũng là lân nhưng con lân này nó lạ lắm, chắc phải gọi đây là lân sư bò mới hợp nhỉ. Ta nói riêng về múa lân thì thế giới phải gọi Việt Nam bằng cụ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.